Cả ngày cuối tuần, Ôn Noãn đều đoán xem rốt cuộc Chiếm Nam Huyền có nhìn thấy đơn từ chức của cô không. Sau khi làm loại hành vi thân mật thế kia, dũ khí tập trung của cô cuối cùng biến mất không tung tích. Cũng không thể mở miệng nói cho anh. Trong chồng hồ sơ có phong thư. Trong tiềm thức, cô mơ hồ cảm thấy nếu cô thực sự đề cập với anh, có thể lại chọc tức anh. Với bây giờ cô không thể không thừa nhận cô có chút sợ anh. Hay nói chính xác hơn, trước kia khi anh nuông chiều cô ngất trời, cô đã sợ anh rồi. Cô không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ anh. Mỗi lần làm sai, đứng ở trước mặt anh, cho dù anh không nói gì chỉ thản nhiên nhìn cô vẫn cảm thấy chột dạ. Cảm giác bây giờ của cô giống như bản thân làm chuyện mình biết rõ là sai. Một mặt cô khao khát muốn biết, một mặt cô không dám tưởng tượng phản ứng của anh. Vậy là rơi vào mâu thuẫn dài vò. Nợ anh quá nhiều, không cách nào hoàn trả. Không ai biết đáy lòng cô xấu hổ với anh nhiều như thế nào. Vì vậy trong khoảng thời gian có thể bên nhau, cô không có nguyên tắc lùi từng bước về phía sau. Cho dù anh đòi hỏi thứ gì, cô vẫn không thể hạ quyết tâm kháng cự. Bởi vì cô không muốn nhìn thấy anh không vui. Trên đời này chỉ có anh. Trong góc bí mật mềm mại nhất của cô, có loại cảm xúc muốn che chở và bù đắp khó có thể diễn tả bằng lời. Nỗi buồn không thể giải tỏa quanh quẩn cô suốt cả ngày. Cô rất muốn biết anh có nhìn thấy đơn từ trước kia không. Nhưng từ sáng đến trưa rồi đến chiều, đến tận khi cô ăn cơm xong, tối ra khỏi nhà đi đến sân quần vợt, anh vẫn không gọi điện thoại. Tuy rằng cô hiểu rõ, cho dù cô đang làm việc, hầu như không nhận được cú điện thoại nào của anh, nhưng trong lòng vẫn không khống chế được, lướt qua chút mất mát nhạt nhòa. Cô rất không muốn thừa nhận, nhưng mà cô thực sự bất giác nhớ đến anh. Đỗ xe xong, cô đi vào sân quần vợt. Trận đấu này toàn bộ đều được tiến hành trong nhà. Sở dĩ cô muốn xem trận này là vì Roger Federer và Andy Roddick đều là cầu thủ mà cô yêu thích. Sân quần vợt 15.000 người đã không còn chỗ ngồi. Chỗ của cô nằm trong khu khách VIP, có thể là loại dành cho nhà tài trợ. Ghế da mềm mại vô cùng dễ chịu, bên cạnh tay vịn có tạp chí và đồ uống. Cạnh cô phần lớn đều là những người tóc vàng mắt xanh. Phía trước cô còn có 3 hàng ghế, hơn nữa khu ghế này ở trung gian, gồm từ hàng 1 đến hàng 3. Mỗi hàng xếp 6 cái ghế ở giữa vô cùng thuận lợi để xem bóng. Có thể nhìn rõ những động tác rất nhỏ của cầu thủ hai bên. Đây là ghế bạch kim, có tiền cũng không mua được. Lối vào khu ghế còn có cả người phục vụ. Lúc này, Ôn Noãn nghe sau lưng có người nói thầm. Ôi, rốt cuộc là ai nhỉ? Bao được vị trí tốt nhất lại không tới xem, đúng là lãng phí. Đồng nghiệp của anh ta nói. Ai biết, chắc là cầu thủ tham gia trận đấu. Cô dương mắt nhìn sang, trong khu ghế cao nhất phía đối diện vẫn không có một bóng người. Trong tình huống khán đài chật ních thế này, 18 cái ghế trống kia có vẻ hơi gai mắt. Roger Federer, Andy Roddick tiến vào sân trong tiếng vỗ tay như sấm vang. Trọng tài một lần nữa yêu cầu người xem yên lặng. Trận đấu chơi trong 3 set, mỗi set 12 lượt. Trong đó, ai lấy được 6 điểm trước nghĩa là giành được phần thắng. Nếu đánh hòa 6 đều, sẽ lấy lượt thứ 7 phân định thắng thua. Trận đấu đúng giờ bắt đầu, Ôn Noãn hết sức chăm chú xem. Trạng thái bắt đầu của cầu vương Federer xưa nay luôn dùng đấu pháp cổ điển chứ danh không tốt. Sau gắng gượng thắng được 2 lượt, ở lượt thứ 3 vì mắc lỗi liên tiếp bị dẫn 30-0. Roddick đang bị chặn, giành được cơ hội phá thoát. Kết quả cuối cùng, Federer phá hỏng 2 quả liên tiếp. Roddick không đấu mà thắng, cú break racket thành công. Thời gian nghỉ ngơi giữa trận, rất nhiều nam giới kêu lên Go Roger. Để Federer nổi giận, không ít sắc nữ thét lên chói tai khiến người khác phải phì cười Go Andy. Dường như ai cũng mê anh chàng Roddick điển trai nhất giới tennis, khiến cô vốn không có tâm trạng cũng không nhịn được khẽ cười. Sau đó cảm giác điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem là Chiếm Nam Huyền. Tức khắc trong lòng nổi lên trăm ngàn cảm xúc phức tạp. Con người này, cái tên này, hôm qua sau khi rời công ty vẫn xoay vòng trong tim cô. Vất vả một ngày một đêm có thể bình tĩnh lại, vừa thành công đuổi anh ra khỏi đầu, anh đột nhiên chạy đến. Một giây kia cô rất muốn biết dây dưa như vậy rốt cuộc đến khi nào có thể chấm dứt. Phải đến khi cái tên kia rung trong lòng bàn tay rất lâu, cô lưỡng lự ấn nút nhận. Anh nói
Sắc mặt biến đổi nhanh quá, cười lại một cái đi nào. Cô ngẩn ra. Gì cơ? Giống như vừa nãy, cười lại cái. Cô ngẩng đầu. Tất cả những gì nhìn thấy là khu ghế vẫn để trống, lúc này có một người ngồi. Chiếm Nam Huyền mặc kiểu quần áo thể thao gọn nhẹ, điện thoại đặt bên tai, khóe môi nhếch lên thành một độ cong quen thuộc. Cách xa như một dải ngân hà mà cô có thể nhìn thấy, trong con người anh lóe lên tia sáng nhạt. Nếu như không phải ván thứ tư của hiệp một đã bắt đầu, người xem không thể tự do đi lại, cô nhất định sẽ đứng dậy rời đi. Anh với em cá một nụ hôn. Xe đang đánh này, Rodic vẫn thắng. Anh nói sau đấy ngắt điện thoại. Nhắm mắt lại hít thở hít thở. Cô nói với mình một lần nữa, phải khống chế, phải bình tĩnh, không được nảy sinh ý trốn tránh. Mình có cuộc sống của mình, không thể tiếp tục chịu ảnh hưởng của anh nữa. Một tràng pháo tay rầm rầm gọi mở hai mắt cô ra. Cho dù không nhìn sang phía đối diện, cũng có thể cảm thấy giống như lọt vào tầm ngắm con mồi của anh. Cô giống như bị thiêu cháy trong đôi mắt anh, cả người không tự nhiên, đứng ngồi không yên. Cô cố gắng tập trung tinh thần, tiếp tục chuyên tâm xem trận đấu. Không ngoài dự đoán của Chiếm Nam Huyền, tuy rằng Federer đánh ra không ít đường bóng đặc sắc, nhưng hai lượt liên tiếp vẫn bị Rodic mạnh mẽ bắt lấy đánh lại. Cú ra bóng ăn điểm trực tiếp của Rodic thường xuyên lên lưới, quyết định xu thế trận đấu. Cuối cùng 6-4, Rodic giành chiến thắng trong set đầu tiên. Set thứ hai dần trở nên đặc sắc, Federer bị vây trong tình cảnh xấu nhưng không hề nóng nảy. Trạng thái ổn định, hai người đuổi điểm thực sự rất nhanh, liên tục đánh những cú bóng phấn khích tuyệt đẹp. Khi lượt đầu tiên của set thứ hai kết thúc, trong thời gian nghỉ ngơi, Dư Quang khoái mắt ôn noãn, nhìn thoáng có bóng người đối diện đang đứng dậy rời đi. Cho đến khi trận đấu bắt đầu lại, vẫn chưa quay lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh đi rồi. Không ai biết Chiếm Nam Huyền oai phong, một cõi thương giới, thực ra cũng là cao thủ tennis. Anh không để mọi người biết kỹ thuật đánh bóng cao siêu của mình là bởi vì anh vô cùng khó tính với đối thủ. Nhớ năm đấy, anh nói với cô, anh thà bị người khác thắng 3-0, cũng không muốn đấu với kẻ sẽ thua anh 3-0. Không chỉ có tennis, còn có bóng rổ, bowling và cờ vua, tất cả đều là những môn cô thích hoặc là vì anh ở chơi. Anh đều là nhân tài kiệt xuất trong mấy môn đấy. Cô lại nhìn về khu ghế trống tuếch phía đối diện, vì không thấy bóng dáng anh đâu. Xem ra đúng là bỏ về giữa chừng. Tiếng cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu cô. Em đang tìm anh. Cô bị dọa nhảy dựng cơ lên, lập tức quay đầu lại. Hai tay Chiếm Nam Huyền tì lên thành lan can sau lưng cô. Gương mặt sát gần mắt cô, đôi mắt thâm sâu lạnh lùng trở thành hai ánh trăng rằm lấp lánh. Khóe môi nở nụ cười sung sướng quyến rũ người khác đến cực điểm, trong nháy mắt làm tim cô đập thình thịch. Trước khi cô xoay người, anh tóm lấy mặt cô. Yêu cái vẻ mặt vừa nãy của em chết đi được. Đột nhiên vui mừng như điên, nháy mắt, buồn bã ưu thương. Sau đấy giống như ngại ngùng bất an yêu anh. Quả thật khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh cúi người dịu dàng. Ván trước, anh thắng. Không hề cố kỵ, hôn xuống. Thứ dâng trong tim can là bất lực khổ sở hay ngọt ngào chua xót cô không biết. Thử khó khăn, anh mới chịu buông lỏng. Không đợi cô bình ổn, anh đã đưa ngón tay. Nào, tập trung xem đi. Dứt lời, đôi mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn sân bóng. Chỉ còn lại một mình cô đối mặt với sự chú ý xung quanh. Tựa như hành động khác người vừa rồi của bọn họ vốn dĩ không liên quan đến anh, mà tất cả đều do cô. Tâm trí vẫn vì nụ hôn kia không ngừng quay cuồng. Cô vừa thẹn vừa giận không xả ra được, đành ngồi ngay ngắn lại. Không bao lâu sau, lực chú ý của cô mau chóng bị loạt tiebreak thu hút. Rodic dẫn đầu 5-2, Federer mắc quá nhiều lỗi, đang đứng trước nguy cơ thua trận. Nhưng sau khi Rodic giành lợi thế 2-6-4, Federer dùng một cú bóng thẳng đánh xuyên qua, theo sát với tỷ số 5-6. Tiếp theo đánh một cú bóng xiên mạnh mẽ, đưa trận đấu về thế quân bình 6 đều. Cục diện đã đi tới đỉnh điểm nhất, tất cả người xem hồi hộp nín thở, chờ đợi kết cục cuối cùng của trận đấu. Nếu không phải có người cúi đầu nói nhỏ bên tai cô suýt chút nữa quên sự tồn tại của anh. Bà bối à, anh với em cá một đêm. Rodic thua trong loạt tiebreak này. Tại sao? Cô tiếp tục chăm chú xem cuộc giao chiến bóng kịch liệt giữa hai người. Rodic đã giành lại lợi thế 8-7,
không có dấu hiệu bị thua rõ rệt. Tâm trạng Roddick đã lộ ra sự bất ổn. Đối mặt với một đối thủ bình tĩnh như Federer, điều đó khiến cậu ta thất bại, không phải nghi ngờ. Anh vừa nói xong không lâu, Federer lộn ngược dòng 9-8. Lượt bóng kế tiếp khi Roddick chiếm ưu thế phi người ra đỡ. Sau đó toàn sân đấu, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng bóp tay không tưởng tượng nổi chuyện gì xảy ra. Chàng Rod đẹp trai thành công, lên lưới chặn bóng nhưng lại đánh bay ra ngoài. Trận đấu vốn dĩ có thể bình quân tỷ số 10 đều, lại không thể tưởng tượng được đưa về thế 18, phần thắng thuộc Federer. Cô quay đầu, chiếm Nam Huyền cong nửa môi chu về hướng cô, giấu nhanh thực sự vô tội, không cố ý nói trúng sự thật. Set thứ 3 rất nhanh bắt đầu. Mãi cho tới lúc này, mọi người mới được thưởng thức một số kỹ thuật gần như hoàn mỹ của Federer. Cho dù là phát cầu hay đánh trả, đánh thẳng hoặc lên lưới, trừ những lỗi sai của bản thân, thì trong phòng thủ hay tấn công dường như đều hoàn hảo, không có lỗ hổng. Hơn nữa tâm trạng bình tĩnh, chiến thuật biến hóa vô cùng linh hoạt, thì triển toàn diện giống như bông hoa bá vương nở rộ tuyệt đẹp, làm người ta phải than lên sợ hãi. Mà Roddick đúng như lời chiếm Nam Huyền nói, tâm trạng bất ổn làm anh ta lúc được lúc hỏng. Khi cánh tay không thuận gió giang ra định đỡ bóng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hò của khán giả dựng bắn cả lên, giống như một đứa trẻ con múa may quay cuồng giữa không trung. Động tác ngây thơ chất phác này dẫn đến trận cười và pháo tay ầm ĩ. Ngay cả đánh đến phút cuối, Roddy vẫn thua liên tiếp ở mấy ván kết. Thiên Vương lộn ngược dòng thắng chung cuộc 2-1. Sự bình tĩnh không gợn sóng trên mặt anh ta lúc này toát lên chút đắc ý. Sau khi đã chiến thắng, mỉm cười rồi đánh mạnh một cái, quả bóng bay về phía khán đài cao nhất, xa nhất. Cả trận đấu làm khuấy đảo linh hồn ôn nhoãn. Trong tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai không ngớt, mọi người đều đứng dậy. Lúc này cô nhớ sau lưng mình còn có chiếm Nam Huyền. Nhìn lại chỗ ngồi sớm trống rỗng, cô không biết anh đi từ lúc nào. Tìm anh trong dòng người xa lạ đang tuôn ra, nhưng tầm mắt thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Lòng cô không khỏi có chút thẫn thờ. Cô đem theo chút mất mát quay về nhà. Dọc đường đi, đáy lòng mơ hồ có chút chờ mong. Hy vọng điện thoại bỗng nhiên vang lên, hy vọng xe của anh đột nhiên xuất hiện kế bên. Cô buồn bã buộc phải thừa nhận, thủ đoạn của anh quả thực quá cao siêu. Trong lúc qua lại đã khiến lòng cô tán loạn. Sau khi rửa mặt, cô ủ rũ ngồi xem tivi. Kênh âm nhạc đang phỏng vấn 4 người đàn ông. Đó là nhóm nhạc Ireland nổi tiếng thế giới. Lượng tiêu thụ album đạt hơn 34 triệu bản. Rất nhiều năm trước, ở trên bệ cửa sổ, có thể đón gió xa trong phòng chiếm Nam Huyền. Sáng sớm và hoàng hôn mỗi ngày nghỉ, trong sự vui vẻ mơ hồ không lý do, từng người lấy âm nhạc đả động trái tim cô chính là những người đàn ông này. Ngay cả khi có người tách ra solo vẫn vô cùng cuốn hút cô. Trong bầu không khí ấm áp trên màn hình, bốn chàng trai đẹp vui vẻ nhận ra fan hâm mộ bóng đá. Khi được hỏi ai trong số họ đá tốt nhất, ba người đều nhất trí chỉ vào người ngồi bên phải. Tiếp theo lần lượt là tiền đạo xuất sắc nhất và hậu vệ đá hay nhất. Còn người ngồi bên trái là cầu thủ ngồi băng ghế dự bị tốt nhất. Khi cười, cô không thể không nhớ lại tới chiếm Nam Huyền. Có một số người, có một số bài hát lắng đọng tại nơi sâu nhất trong ký ức thiếu niên. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ dẫn đến tình cảm yêu đương chua xót thủa xưa. Sau nhiều năm lại lắng nghe giai điệu Unbreak quen thuộc, giống như chuyện cũ đang nhẹ nhàng thổi vờn bên tai, nhắc nhở ở năm ấy ngày ấy, bài hát này, con người này, bầu bạn với nhau đi qua những năm tháng cô độc không nơi nương tựa. Ánh sáng lấp lánh từng có trong mắt họ giống hệt người cô khao khát muốn gặp nhất trong 2500 ngày. Mà nay thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt của bốn người. Ca khúc còn đó, nhưng nhan sắc thay đổi, những nếp nhăn có thể nhìn thấy. Vẻ đẹp trai năm đó đã phai, bọn họ đã không còn là những cậu thiếu niên nữa. Giống như cô, đã sớm qua tuổi trẻ con. Sau buôn vàn gian khổ quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy chuyện đời không ngày nào không tang thương. Người ngẩn trước tivi, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Cả người cô bật dậy khỏi sofa, nhìn chằm chằm đằng sau cửa, vui mừng như điên và sợ hãi đan xen. Sau khi đợi rất lâu, cuối cùng anh đã tới. Sự bối rối cùng sợ hãi,
cô mất bao lâu mới hồi phục lại được. Bây giờ lại vì anh ngóc đầu trở dậy. Mồ hôi thấm vào lòng bàn tay. Cách một cánh cửa, cô sợ hãi hỏi nhỏ. Ai đây? Em hy vọng là ai? Cô suýt tí nữa khóc. Cái chán yếu ớt tựa vào cửa. Thực lâu sau có thể vươn tay mở cửa cho người vào. Thứ em mở là cửa hay chính là trái tim? Đôi môi tuyệt đẹp cong lên rồi phủ xuống. Cô bị kéo vào vòng xoáy mồ hôi và nam tính. Chiếm Nam Huyền khẽ lẩm bẩm trong miệng cô. Sau này đừng để anh phải chờ đến thiên trường địa cửu nữa. Trong đêm mê, ý thức xẹt qua nỗi buồn sâu nhất trong đáy lòng. Từ nay về sau sẽ không thể quay lại nữa. Anh buông cô ra, điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình. Bàn tay nằm áo anh ướt đẫm, cô hỏi. Anh chơi thể thao à? Ừ. Sau bữa tiệc đại khách quý, có tỉ thí với cầu thủ. Anh so chiêu với Federer một chút. Chiếm Nam Huyền lấy di động bấm dãy số rồi ném phía cô. Bảo bọn họ mang quần áo đến cho anh. Hai tay trực tiếp cởi áo thể thao, đi thẳng phòng tắm. Anh... Quần áo của anh là chỉ cái gì cơ? Anh quay đầu, nghiêng người lấy điện thoại trong tay cô. Áo, áo trong, đồ lót, tất thắt lưng, cà vạt. Chọn tùy ý rồi mang đầy đủ tới cho tôi. Đúng rồi, không cần đồ ngủ đâu. Sau đấy đặt di động lại vào tay cô. Em nói địa chỉ cho bọn họ đi. Anh không nhịn được tươi cười. Hai con người sáng lấp lánh của bóng hình sau cửa phòng tắm. Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang ngây ngốc của cô. Sau đấy lạch cạch đóng cửa lại trước mắt cô. Cô sợ hãi cầm lấy điện thoại. Lúc nãy anh ấy nói cái gì? Nghìn lần đừng nói cho cô anh thực sự định qua đêm ở đây. Anh không nghe sai chứ? Vâng. Sau khi xác nhận đáp án, quả làm người ta hết cách. Anh nhớ địa chỉ này nhá, nhờ anh đưa đến đây. 20 phút sau, quần áo còn chưa đến. Chiếm Nam Huyền bọc khăn tắm đi ra. Cô tự như phản xạ có điều kiện lui vào một góc, đề phòng nhìn anh. Bọt nước trên mái tóc đen nhánh ướt sũng, chảy dọc theo gò má xuống phần ngực trần của anh. Sau khi tắm xong, con người đen tuyền trong trẻo vô cùng hoang dã. Gương mặt thanh thoát, tựa tiếu phi tiếu, mê hoặc lòng người. Tuy rằng anh không mong em hét toáng lên, nhưng phản ứng này của em cũng khiến anh đau lòng lắm đấy. Cô phản ứng. Bạn học này, tôi vẫn chưa xin anh hãy tự trọng một chút trong nhà người khác đâu. Đúng là cô thích trai đẹp, cũng từng mây mưa hoan ái với anh. Nhưng trong 25 năm chưa từng trải qua một đêm như vậy. Ở cùng với một người đàn ông chỉ cuốn cái khăn tắm mỏng phía dưới. Trời xanh trên cao, trái tim yếu đuối của cô đang nhảy thình thịch không đỡ nổi đây này. Anh nhìn tivi. Em đang xem bọn họ. Tháng 6 nhiều năm trước, sau khi đội tuyển quốc gia Ireland không cam lòng bại trước Tây Ban Nha kết thúc World Cup, bốn người đàn ông kia lúc ấy hát một bài ca mừng họ về nước. Anh quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau một chỗ, thật lâu cũng không rời. Phải, đó từng là ca khúc bọn họ yêu thích, World of Our Own, thế giới của chúng ta. Giống như giây phút này. Mặt thấy anh đang muốn đi đến đây, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Cô đi thẳng ra, nhẹ nhõm thở dài. May mà quần áo đưa tới đúng lúc, nếu không cái mũi và quả tim cô đã đẫm máu. Cô mở cửa, thiếu chút nữa, máu tươi phun từ họng lên. Lâm Lộ. Chú Lâm Lộ vươn tay kéo cổ cô, lớn tới đến mức gần như rít gào. Em muốn anh tức chết đúng không? Anh bảo em đừng tìm anh. Đồ ngốc, em thực sự không tìm lấy một lần à? Anh đá văng cánh cửa. Em... Cô quyết định ngậm miệng. Chiếm Nam Huyền ở phòng khách khoanh hai tay, ung dung quyến rũ cong miệng nhìn cô và Chu Lâm Lộ. Miệng Chu Lâm Lộ như bị tắc một quả trứng chim bồ câu không thể phản ứng, mà Chiếm Nam Huyền thoải mái cười tươi gần như đến mang tai. Chu tổng vừa khéo đi ngang qua. Cô lấy tay che mặt, tuyệt vọng nghĩ, tự nhiên tạo nên trò đùa này, ông trời quả thực hoang đường. Thở dài một tiếng, cô dùng sức đẩy Chu Lâm Lộ đang đứng đơ tại chỗ ra ngoài. Chỉ phía bên trong cánh cửa cho người mới từ thang máy đi ra. Đưa quần áo cho vị tiên sinh kia đi. Sau đó làm bộ như không nhìn thấy sắc mặt thiên biến vạn hóa của Chu Lâm Lộ, cô đẩy anh vào thang máy rồi ấn nút xuống tầng hộ anh. Hôm nào em giải thích cho anh sau. Khi trở về phòng, Chiếm Nam Huyền ký giấy chứng nhận xong, cô tiễn người đóng sầm cửa lại.
Anh vô tội giơ cao hai tay, khóe môi phơi phới như cũ, tâm tình cực kỳ tốt, cười nhạt. Cho dù anh là thần tiên, cũng không biết đêm nay hắn sẽ tới. Cô nghiến răng nghiến lợi. Anh mặc quần áo xong rồi về mau đi. Anh cười nhạo tiến đến gần cô. Đừng hòng. Thấy cô trốn sang một bên, con ngươi anh đột nhiên trở nên u ám. Nếu em dám trốn một lần nữa, anh cam đoan cả ngày mai em đừng mơ nhìn thấy mặt trời. Cô hét chói tai nhảy lên sofa, khó khăn né bàn tay anh chụp tới. Anh ngẩn ra. Khi anh cất bước tiến gần cô, đồng thời nhảy xuống khỏi tay vịn sofa hổn hển. Tôi tha thứ, anh không dành tinh túy tiếng Anh, để tôi dịch cho anh. Ý nghĩa của hai từ đấy là cút ngay. Cô nhào vào phòng, sau đó khóa trái cửa thở dốc. Bà bối. Bên kia cửa truyền đến giọng nói êm ái của anh. Nói cho anh biết, có phải em đang cười giống con mèo trộm được cá không? Cô vỗ vỗ hai má, cố gắng cân bằng khóe môi, không biết từ khi nào đã dương cao. Không có. Khi nói chuyện không nhịn được phì cười, đồng thời nghe thấy tiếng cười sung sướng đè thấp của anh. Không biết vì sao một giây kia cô có cảm giác dường như anh giống cô, nhiều năm rồi chưa từng vui vẻ như vậy. Anh hỏi, còn nhớ một lần em ho khan không chịu uống thuốc không? Có, nước thuốc kia đắng lắm. Cho dù anh sử dụng trăm phương nghìn kế, ngay cả nước miếng cũng khô cạn, em vẫn sống chết không chịu uống. Anh còn nói à, cuối cùng vẫn dọa đánh em đấy thôi. Ý của anh chỉ là muốn vỗ hai cái mông nhỏ của em thôi. Kết quả là anh có đánh đâu. Cũng giống như bây giờ, em đóng cửa phòng lại. Ngữ khí dịu dàng của anh dường như vô cùng yêu thương. Hai tay ôm lấy mặt, sao nóng thế nhỉ? Ừ, rồi sau đấy anh đi. Bà bối à, anh không có cơ hội nói cho em. Thực ra sau đấy anh đã học được một tài nghệ. Là gì vậy? Làm thế nào để có được chìa khóa dự phòng? Cô cười to đến ho khan kịch liệt, sau đó nghe thấy tiếng kêu răng rắc, trơ mắt nhìn cửa bị mở toang. Tình thế cấp bách, không chút suy nghĩ leo vội lên giường chạy ra chỗ cửa sổ. Anh không được lại đây. Cửa mở, nụ cười anh phút chốc co lại, sắc mặt khẽ biến, trầm giọng. Xuống dưới mau. Nói xong thong thả lùi vài bước phía sau. Cô hơi yên tâm, thử thăm dò, thả chân xuống giường. Vẻ mặt anh có chút dọa người. Cô bắt đầu hối hận mình lỗ mãng, đành phải thanh minh. Không được đánh em. Hai tròng mắt anh thấp thoáng ánh sáng cô yêu thích nhất, đôi môi mỏng gợn mở. Nhiều năm rồi chẳng thay đổi chút nào, vẫn xúc động tùy hứng như vậy. Tính trẻ con vừa làm người ta buồn cười lại đau lòng. Một sợi tóc cũng không động vào. Xuống đây. Cô thở ra một hơi, nhảy xuống giường, sau đấy trở lại mặt đất. Nghĩ một lúc, lắc đầu bật cười. Em cũng không biết hôm nay bị sao nữa. Hoàn toàn không phải cô bình thường. Cho dù là hành vi hay tâm tính, tất cả thoát ly quỹ đạo thường ngày. Anh nói, em biết rõ mà. Cô quay mặt, tránh đi ánh nhìn chăm chú, đoạt hồn người khác của anh. Nội tâm có chút mê hoặc, không biết nhiều năm sau, phòng tuyến cẩn thận bất chi bất giác buông lỏng. Cô như vậy, giống con bé ngày trước, liệu có phải chỉ hiện ra ở trước mặt anh không? Giờ tiếp theo cảm thấy cánh tay anh kéo eo cô, mạnh đến mức không giống như chỉ đơn giản ôm cô. Cô hơi hoảng sợ nhìn anh. Anh đã đồng ý. Anh che miệng cô, tháo khăn tắm ép cô xuống giường, cực kỳ dịu dàng. Làm sao anh đỡ đánh em? Bảo bối à? Chẳng qua anh chỉ muốn yêu thương em thôi. Ôn đoán, ôn đoán. Có người thở dài gọi. Tỉnh tỉnh. Cô mờ mịt mở mắt, thấy một người đứng trước giường. Sau khi kinh ngạc nhắm mắt, thoáng chốc nước mắt rơi đầy mặt, cô bay vào trong lòng ông. Bố, bố à, cuối cùng bố về rồi, con rất nhớ bố. Đồ ngốc. Ôn hòa yêu thương nở nụ cười. Cô điên cuồng khóc lóc không thôi. Con xin lỗi, con xin lỗi. Bố tha thứ cho con. Không phải con cố ý đâu, thực sự là con không phải cố ý đâu. Ôn hòa đau lòng sờ đầu cô. Bố không trách con. Đừng khóc em ngoan à, đừng khóc nào. Nước mắt cô như trận lũ sắp tràn qua bờ đê. Bố à, con xin bố. Đừng bao giờ đi nữa được không bố? Bố à, bố đừng đi. Này, ngoan ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Sao thế? Em làm sao vậy? Ôn đã khó khăn, mở đôi mắt đẫm lệ. Trong bóng đêm không biết đang ở phương nào, chỉ cảm thấy ngực đau không chịu được. Tránh khuỷu tay của người bên cạnh đang gỉ chặt. Cô chống xuống giường ngồi dậy, miệng há hốc. Đau quá,
Em đau quá. Chiếc đèn da cam đầu giường lập tức phát sáng, ánh sáng nhu hòa. Chiêm Nam Huyền căng thẳng ôm cô. Tại sao giữ ngực? Em bị làm sao đấy? Không khỏe à? Cô gật đầu rồi lắc đầu, nước mắt tung hoành trên mặt, bàn tay liên tục xoa vị trí trái tim. Anh không biết nên làm gì, chỉ có thể ôm chặt cô, massage ngực cô theo chiều kim đồng hồ. Ước chừng qua hơn 4-5 phút, cô dần dần bình ổn lại. Gặp ác mộng à? Gương mặt nước mắt cô chưa khô. Anh biết không, đôi khi em hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Anh im lặng khác thường, thực lâu sau không lên tiếng. Hai mắt đẫm lệ vô biên như đại dương mênh mông, lọt vào hai tròng mắt cô quạnh của anh. Cô nghẹn ngào. Xin lỗi, em không biết sẽ liên lụy đến bác trai. Nam Huyền, thực sự xin lỗi. Xin lỗi, em không biết sẽ như thế. Em chỉ nghĩ, em đơn giản chỉ nghĩ đó là chuyện giữa hai chúng ta. Vốn dĩ tất cả những chuyện kia không nên xảy ra, chỉ tại cô trẻ con cố chấp, cuối cùng gây nên lỗi lầm lớn không thể cứu chữa. Cả đời này cô là kẻ phải chịu tội, lạc vào trong cõi sung sướng của thể xác, chẳng qua chỉ là vì muốn xin một chút an ủi. Cô nào có tư cách nói chuyện yêu đương với anh? Anh cụp mi, hôn lên mái tóc tản mát của cô. Không liên quan đến em, đó là chuyện ngoài ý muốn. Tắt đèn kéo cô vào trong lòng anh. Anh thật không nên nhất thời mềm lòng buông tha em. Trước khi trời sáng, em đừng mơ có thời gian đi vào mộng. Trong tiếng nói thì thào, tiết lộ tâm tư khó hiểu khác thường. Giống như hàn băng cô độc, giống như mệt mỏi lo âu, giống như mâu thuẫn trong lòng anh đan vào áp bách, khiến anh buồn phiền, đòi giận chó đánh mèo. Anh điên cuồng đến nỗi gần như vò nát cô. Tiết tấu chậm rãi, điên cuồng hoàn toàn không để ý lời cầu xin của cô. Sự mạnh mẽ kéo dài đến nỗi gần như là cuồng bạo. Đau đớn và sung sướng cực hạn càn quét toàn thân cô. Mỗi một tấc lùi dây thần kinh dấy lên sự mẫn cảm run rẩy đến cuồng dại. Trong ý thức hỗn độn, không biết anh giằng co bao nhiêu lần, cũng không biết mình bị ném lên mây chết bao nhiêu lần. Loại kinh nghiệm này đối với cô mà nói cực kỳ rung động. Trên da phủ kín những dấu vết sâu của anh. Cho đến khi bức màn đêm thâu lọt vào một tia dạng đông nhàn nhạt, anh lại co rút phóng ra lần nữa. Trong tiếng thở dốc tuyên cáo vô cùng nhuẩn nhuyễn, sau khi anh buông đôi tay cô, toàn thân mềm oặt, đau nhức trong 3 giây đã mê man. Không gian kéo dài mãi mãi, bình yên ngỡ như đã chết. Có người bên tai cô hát, 1000 năm sau, đây tôi đứng giữa Bresanon với những vì sao trên trời. Phải chăng chúng sáng hơn cả Brenner? Và vì đang theo một hướng khác, em sẽ là sự từ bỏ nhẹ nhàng. Tôi phải đi theo con đường khác, và chuyến tàu sẽ mang tôi về phía trước. Mặc dù trái tim tôi chắc còn ở lại. Trái tim tôi chắc còn ở lại. Những đám mây mờ đang bay qua tôi, và vầng trăng vừa nhô lên. Tôi phải để lại những vì sao phía sau lưng. Chúng là những gì lấp lánh trên bầu trời em. Brett Shannon, người ca sĩ khi đó yêu cuồng một cô gái. Họ gặp nhau trong vườn quốc gia Yosemite ở California. Tình cờ gặp nhau rồi biệt ly, cùng dựa vào một số thông tin duy trì nỗi tương tư. Mấy tháng trôi qua, cuối cùng cơ hội đã tới. Bọn họ đều đi châu Âu, ước hẹn gặp gỡ trong một thị trấn nhỏ thuộc miền núi Chiron, thuộc miền nam Italia. Đó chính là Bresciano. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh chóng, cho dù hai người họ có chân thành tha thiết giao phó trái tim mình cho nhau. Khi biệt ly sắp tới, người đàn ông khóc đưa bạn gái ra ga gần trấn. Bọn họ đều tự đi trên con đường của mình, quay lại công tác và cuộc đời mình. Trong chiều dài quãng đường 30 phút, người đàn ông chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trong mơ loáng thoáng nghe được bài hát tuyệt vời bi thương. Sau khi tỉnh, ông ta lập tức viết lại. Trong lòng người đó, vĩnh viễn luôn có một nơi dành cho cô gái kia. Chỉ có cái thị trấn bé nhỏ cùng với bài hát Brett Shannon ấy. Ôn oán, tỉnh tỉnh nào. Xoay người vùi vào chăn, né bàn tay ở má quấy rầy như lông chim. Ôn nhu, tôi không gọi cô ấy dậy được, ngủ y như con lợn rồi. Ai đang cười vậy? Quấy nhiễu giấc mơ người khác thực đáng ghét. Trong giấc mơ, hé mở hai mí mắt nặng trình trịch, hồn phách bị tiếng ca mang đi chưa trở về. Cô ngơ ngác. Chuyện gì thế? Anh đang nói chuyện với ai?
đây là ánh mắt của ai, ánh sáng lưu chuyển, nụ cười rạng rỡ, một chút si mê quyến luyến, lúng túng lướt qua đáy mắt, nhanh đến mức làm cô suýt chút nữa tuột mất. Ai, ai khiến cô quen thuộc đến mức không hề phòng bị như thế này? Một gương mặt bỗng nhiên lọt vào tầm mắt, khiến nội tâm tràn ngập sung sướng. Ôn Nhu tìm em. Cô nhắm mắt, cố gắng lắc lắc đầu rồi mở ra. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng qua khe cửa sổ, chiếu xuống mép giường. Tất cả mọi thứ trong trí nhớ chậm rãi quay trở về vị trí cũ. Anh nhận điện thoại của em. Trời ơi, thực muốn hét thật to. Xong rồi, bị bắt gian ngay tại giường. Chị! Cô sợ hãi thét to. Ổn loạn. Một kẻ khác hận không thể giết chết tiếng thét chói tai như dòng phút lửa chưa từng có của cô. Cô sợ tới mức kéo xa điện thoại. Cái quả bị chiếm Nam Huyền thuận tay lấy luôn. Chuyện gì vậy? Anh hỏi đi dần từng bước, tự tiện làm chủ như chuyện hiển nhiên. Cho đến lúc này cô mới nhận ra cô và anh không mảnh vải che thân ngồi cạnh nhau. Khi nhận thức này len lỏi vào đầu, cô suýt chút nữa ngã xuống giường. Vội vàng lấy quần áo trong mớ hỗn độn mặc nhanh vào, chạy vọt vào toilet, liên tục vốc nước hất vào mặt. Cuối cùng tỉnh táo hoàn toàn. Sau khi rửa mặt, chiếm Nam Huyền đi tới, cô chưa kịp xoay người, lưng bị ôm trong ngực anh. Bọn họ nhìn ánh mắt đối phương trong kính, không hẹn cùng cười. Anh khẽ hôn lên môi cô. Tim chợt rung động, cô dùng khẩu hình không tiếng động nói ra bốn chữ. Anh hỏi. Gì cơ? Cô khẽ nói. Huyền của Ôn Noãn. Anh vùi đầu vào tóc cô, mỉm cười mãn nguyện. Cô cười tủm tỉm dựa vào ngực anh. Trên con dấu bằng đá vàng có dòng chữ anh đặc biệt khắc vì cô. Huyền của Ôn Noãn. Từ sau khi anh đưa cho cô, một bức tranh của cô đều ấn bốn chữ triện này. Trước đây từng có rất nhiều chuyện cũ đẹp đến mức làm lòng người đau nhói. Cô nghiêng người giúp anh điều chỉnh độ ấm của vòi hoa sen. Ôn Nhu tìm em có việc à? Anh buông cô, đi xuống dưới vòi hoa sen. Lát nữa nói cho em. Cô đi ra ngoài đóng cửa phòng tắm. Đồng thời đã chỉ giữa trưa, gọi cú điện thoại về công ty, dặn dò công việc cho Đinh Tiểu Đại. Sau đấy đun nóng sữa đặt lên bàn. Sau đó đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Lúc ăn, chiếm Nam Huyền nhìn cô, ánh mắt sâu đậm. Bà bối. Hả? Ôn Nhu dặn em hôm nay đừng ra khỏi nhà. Tại sao? Bởi vì sáng nay em lên đầu đề tất cả các báo. Sao có thể? Làm bình hoa cũ nhất, trị giá nhất bên người Chu Lâm Lộ, cô đã lâu không xuất hiện trong làng giải trí, tại sao bỗng dưng lên bìa tạp chí? Chiếm Nam Huyền ngẩng đầu, phút chốc cô cảm thấy nụ cười nhạt trên mặt anh có chút bất thường. Đáy lòng không khỏi nổi lên chút cảm giác. Cô nghi ngờ đi qua mở laptop và báo mạng giải trí. Vài giây sau nhìn rõ ràng màn hình, hai chữ to màu đỏ tươi như sét đánh. Bạc Nhất Tâm ra nước ngoài chụp ảnh chưa về. Chiếm Nam Huyền cùng thư ký xem bóng, công khai hôn môi. Đi xuống là bài viết thanh sắc đều đủ cả. Đầu tiên chụp nhiều ảnh hai người họ thì thầm to nhỏ và hôn nhau ở sân bóng. Bên cạnh còn có những lời lẽ hết sức phiến diện. Ngay sau đấy chuyện cũ của cô và Chu Lâm Lộ bị lật lại. Ngay cả chị cô, Ôn Nhu, một trong 10 người phụ nữ đẹp nhất thành phố cũng không may mắn thoát khỏi vụ này. Đến cô cũng không muốn nhìn mình có cái ảnh chụp chung với Ôn Nhu đẹp như vậy từ khi nào. Bên cạnh còn có cái đầu đề bắt mắt. Duyên phận 3 năm đã đi đến hồi kết. Cô click vào. Lọt vào trong tầm mắt. Ngay sau khi Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền công khai hôn môi ở sân bóng, sáng nay khi Chu Lâm Lộ chấp nhận cho phóng viên phỏng vấn, đã hào phóng thừa nhận từ nửa tháng trước đã chia tay hòa bình với Ôn Noãn, nhưng nhấn mạnh rằng nguyên nhân chia tay không liên quan đến Chiếm Nam Huyền. Cô bịt chặt miệng. Tiếp theo còn viết, khi phóng viên kết nối liên lạc với Bạc Nhất Tâm ở Thụy Sĩ, người đại diện của cô nói nữ minh tinh này hoàn toàn không hay biết gì, cho nên tạm thời không thể trả lời. Cả trang báo, tất cả mọi thứ đều là hình ảnh hoặc bài viết liên quan đến chuyện này. Giống như trong một đêm, toàn thành phố bỗng sôi trào. Chỉ có đương sự cô vẫn ngồi im lặng trong không gian nhỏ bé của mình, mông lung không biết bên ngoài sớm trời long đất lở. Cô cầm điều khiển từ xa mở tivi. Trong kênh giải trí, biên tập viên đang nói. Phóng viên theo dõi, hiện tại chưa liên lạc được với Chiếm Nam Huyền. Không biết người luôn kín tiếng như anh giải thích chuyện này ra sao. Nhưng có người biết chuyện đã nói, đêm qua nhìn thấy anh vào nhà Ôn Noãn ở Nhã Trúc Viên số 10 đường Sâm Lâm. Theo phỏng đoán của đồng nghiệp của chúng tôi ở hiện trường, hiện nay bên ngoài Nhã Trúc Viên có khoảng 450 phóng viên và các đài, các trang tin tức lớn đang bao quanh. Ôn Noãn vùi mặt vào trong lòng bàn tay, hoàn toàn không hiểu tại sao đột nhiên thành ra như vậy.
Diệp Nam Huyền vỗ vỗ vai cô. Thôi, sẽ qua nhanh thôi. Lát nữa Cao Phóng tới đây, anh bảo cậu ta đưa em đến chỗ Ôn Nhu vài ngày. Cô tránh tay anh. Không, không phải, có chỗ nào đấy không đúng, để cô suy nghĩ kỹ một chút. Một lát sau cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh. Anh đã thấy đơn xin từ chức của em. Nụ cười của anh hơi co. Phong thư màu trắng dễ thấy như vậy, không muốn nhìn cũng khó. Cô gật đầu. Anh bảo em chia tay với Chu Lâm Lộ, em lại muốn từ chức. Cho nên mọi việc hẳn là thế này. Cho dù đêm qua Chu Lâm Lộ không tình cờ đến đây, sáng mai khi báo chí ra, anh tất nhiên không thể không công khai tuyên bố đã chia tay với cô từ trước. Nếu không sẽ vì chuyện này mà phải đội sừng danh. Nhưng mà dù địa vị xã hội và sự tôn nghiêm nam giới của anh cũng không bị tránh khỏi hao tổn. Anh không cảm thấy anh chơi người ta quá ác rồi à? Cô hỏi. Cho dù đơn từ chức của cô có chọc giận anh, nhưng đó cũng là chuyện giữa anh và cô, tại sao kéo cả Chu Lâm Lộ vào? Anh cười nửa miệng. Bây giờ em đang chất vấn anh. Em chỉ muốn biết sự thật thôi. À, còn muốn chứng thực cái gì? Không phải trong lòng em đã nhận định anh là cố ý rồi sao? Nếu không phải thế, vậy hãy nói cho em biết. Đương nhiên là phải. Anh chặn họng cô, có người lạnh lẽo lãnh đạm xa cách như mới quen. Em chậm chạp kéo dài, không chịu chia tay hắn ta. Anh đương nhiên chỉ có thể tự mình động thủ. Đúng như những gì em nghĩ trong lòng đấy, thì sao nào? Cô á khẩu không trả lời được. Không thể nói rõ mình hiểu lầm anh, hay chắc chắn đã nói trúng sự thật. Anh cố tình không muốn giải thích, không muốn để cô cảm thấy sâu trong nội tâm của anh có một thứ chân thành nhỏ bé nào đó đang tồn tại. Trong giằng co, chuông cửa vang lên. Cô đứng dậy. Anh đi đi, em không đi đâu cả. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô ra cửa. Anh mở cửa, trước mặt Cao Phóng lạnh nhạt nói với cô. Anh cho em hai sự lựa chọn. Một, đi theo cậu ta. Hai, theo anh xuống lầu gặp phóng viên. Trong lòng như bị nghi vấn đâm chát đến rỉ máu, cô nghe thấy chính mình hoang mang thốt lên. Có thể nói cho em biết rốt cuộc tối hôm qua đối với anh mà nói là cái gì? Là lưỡng tình, tương duyệt, nước chảy thành sông, hay vì hôn thê đi vắng nên cô đơn trống trải, hay là vì hoàn thành cốt lõi cuối cùng của kế hoạch kín đáo này? Cái đó chỉ là thuận tiện thôi. Em hỏi tôi. Anh không giận, bật cười, nụ cười nhạt trước khi lan đến đôi mắt lạnh lùng đã không còn sót chút gì. Tôi không có đáp án cho em, nhưng có thể cho em một tuần nghỉ ngơi. Cuối tuần em cũng không cần phải đi làm, chắc đủ thời gian để suy nghĩ.